Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam lại cho nhân dân ăn bánh vẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại một giải pháp giữ ổn định. Các nhà quan sát chính trị Việt Nam chia sẻ với BBC suy nghĩ về việc liệu có nên giữ trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi tiếp tục ở lại trong Bộ Chính trị khóa 13. Thông thường trong chính trường chính trị Việt Nam, các ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi để được tiếp tục ở lại cần sự giới thiệu và đồng ý của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong Bộ Chính trị hiện nay có 7 người đã từ tuổi 66 trở lên là các ông bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thiện Nhân và Ngô Xuân Lịch. Các nguồn tin đến nay cho BBC biết nội hội nghị Trung ương 12 mới nhất trong tháng 5 vẫn chưa bàn về có bao nhiêu trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính trị có thể ở lại khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, chia sẻ với BBC ngày 27 tháng 6, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển, nói nếu Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc ở lại, đó sẽ là điều tốt. Trên quan điểm cá nhân, tôi thấy rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên cạnh các ứng viên khác nếu có trong trường hợp tiêu chí du di, linh hoạt về độ tuổi được áp dụng ở Đại hội 13 thì ông cũng xứng đáng thôi và ông cũng có thể đại diện cho những trường hợp khác cùng lứa tuổi cao mà được lưu lại thêm. Mới nhất trong chương trình thảo luận thứ 5 của BBC trên ngày 28 tháng 5, tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, bộ môn Trung Quốc học Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy không nên có việc du di tuổi tác. Không nên du di tuổi tác. Về Trung Quốc, tôi thấy dù lãnh đạo họ có giỏi thế nào, hết nhiệm kỳ họ vẫn phải thôi cho thế hệ khác làm. Nếu xuất sắc, họ vẫn có thể làm cố vấn, trợ giúp cho lãnh đạo Trung ương. Hiện tượng du di của Việt Nam, theo tôi là không nên, mà nên chuyển giao thế hệ, tìm nhân sự phù hợp cho sự phát triển của Việt Nam. Còn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao từ Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển tại Hà Nội nói mặc dù ông đồng tình về nguyên tắc che già măng mọc, nhưng bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay vẫn cần có sự linh hoạt. Nhân sự rất hệ trọng cho Việt Nam, nếu còn có đảng viên lãnh đạo trong sạch trí tuệ thì đất nước mới có hy vọng. Một khuynh hướng lựa chọn lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng đề cập là phải lựa chọn người có đức có tài, trong sạch, không nhà cửa, tài sản lớn. Nhưng dư luận thường nói nhìn vị nào cũng thấy tài sản lớn, thế chọn ai? Bây giờ tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư Bộ Chính trị đề ra với các tiêu chuẩn như trong sạch, đoàn kết các nhân tố trong và ngoài đảng thì tôi mạo muội nói rằng hình như chỉ còn có một mình ông Nguyễn Phú Trọng đủ điều kiện để đáp ứng những tiêu chuẩn đó. Ông Hoàng Ngọc Giao nói ông tin rằng đa số dân chúng Việt Nam vẫn ủng hộ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng, mặc dù chống tham nhũng là một điều rất khó khăn và hầu như ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng chỉ là đốt củi phe địch chứ không đốt củi phe ta. Để ổn định cho những bước tiếp theo, có lẽ vẫn cần một người cầm trịch đủ uy tín trong dân, trong sạch, không vương vấn nhóm lợi ích thì tôi nghĩ chỉ có một mình ông Trọng. Không nhất thiết phải quá bao nhiêu tuổi, như Đô La Chung đã 73 tuổi rồi, quan trọng là có người chèo lái ít nhất giữ ổn định để lựa chọn đội ngũ cán bộ trong sạch tâm huyết để tiến hành cải cách tiếp theo, như thế có lẽ tạm ổn. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ISEAS Singapore cho rằng sẽ khó có việc nhiều hơn một người quá 65 tuổi ở lại trong Bộ Chính trị khóa 13 tiếp theo. Tiêu chuẩn của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra tôi thấy có mấy điểm quan trọng. Ví dụ có cơ cấu, có vấn đề tuổi tác, để từ đó đề ra một cái khung cho một hai hội nghị trung ương tiếp theo bàn tiếp. Họ bàn tiếp hội nghị 13 chưa xong thì 14 nên cũng chưa cần vội, nhưng khả năng nhiều hơn một người ở trường hợp đặc biệt. Hôm 27 tháng 5 tại hội nghị báo cáo viên Trung ương đột xuất để thông báo kết quả hội nghị Trung ương 12, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất trình Đại hội 13 số lượng khoảng 200 ủy viên Trung ương, trong đó có khoảng 180 chính thức và 20 dự khuyết.
Theo ông tiết lộ ở khóa 13, dự kiến ủy viên Bộ Chính trị sẽ giữ như khóa 12, từ 17 đến 19, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người. Ban chấp hành Trung ương khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi. Số ủy viên Trung ương dưới 50 chiếm khoảng 15 đến 20%. Từ 50 đến 60 tuổi có khoảng 70% và từ 61 tuổi trở lên khoảng 10%. Trong phiên thảo luận sáng ngày 23 tháng 5 năm 2020 về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương đã đề xuất thí điểm việc phổ thông bỏ phiếu bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để người dân lựa chọn người đứng đầu chính quyền ở địa phương. Đề xuất đã nhận được sự đồng thuận lớn từ công luận. Đề xuất để cho người dân Đà Nẵng trực tiếp bầu Chủ tịch thành phố, đại biểu Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong, nói ra đời một mô hình mới thì người dân cần cảm nhận được sự dân chủ, sáng kiến của họ được tiếp thu, quyền lợi và chất lượng cuộc sống tăng lên. Đà Nẵng đã là thành phố đáng sống thì khi thí điểm chính sách đặc thù phải đáng sống hơn, thực sự là chính quyền nhân dân theo mô hình mới. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trù nhận định đây là một đề xuất vì dân vì nước. Đây là điều người thấy nhưng chưa ai trong số các đại biểu Quốc hội đề xuất hoan hô ông Vũ Trọng Kim. Ông Chu phân tích khi mà nhân dân được phổ thông đầu phiếu bầu trực tiếp Chủ tịch thành phố thì chắc chắn sẽ lựa chọn được một thị trưởng tài năng đức độ. Chẳng ban nào hội đồng nào sáng suốt bằng nhân dân, bởi vì ngoài sáng suốt thì ban hay hội đồng có thể mang tính chủ quan, thiên vị và quan trọng hơn có thể bị mua chuộc, bị khống chế, bị khuynh đảo trong bầu cử. Nhưng không ai có thể mua chuộc, khống chế, khuynh đảo được lá phiếu của toàn dân. Không chỉ Đà Nẵng mà Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác trong cả nước phải để cho nhân dân trong toàn thành phố trực tiếp cầm lá phiếu bầu chọn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đó là cách duy nhất đúng loại trừ chạy chức chạy quyền. Đó là cách duy nhất đúng chống tham nhũng, quyền lực và tiền bạc. Đó là cách duy nhất đúng để chọn người tài. Đó là cách duy nhất để chọn được người có đạo đức. Để nhân dân bầu chọn Chủ tịch thành phố chính là phép màu giản đơn làm cho thành phố giàu đẹp hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Đức Bảo nói, người đứng đầu chính quyền do dân ở đáy bầu là không những có lợi cho dân, thể hiện được dân chủ mà chính ra nó cũng có lợi cho đảng cầm quyền. Ông Bảo phân tích rõ ràng như thế, người lãnh đạo của chính quyền trở nên chính danh và đảng và nhà nước có quyền giới thiệu người nào và thực sự được dân tín nhiệm, thì như thế lại càng tăng thêm uy tín của đảng cầm quyền cũng như là cho nhà nước. Bởi vì đảng cũng là một chủ thể trong hệ thống chính trị và có thể giới thiệu người của mình để ra cho dân bầu và lựa chọn những người có uy tín. Thì như thế bằng cách đó đảng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo của mình. Thì tôi không nghĩ là làm như thế cho dân bầu trực tiếp lãnh đạo địa phương thì đảng không lãnh đạo được, mà thực ra như thế lãnh đạo một cách chính danh hơn và uy tín của đảng cao hơn. Trả lời báo Tiền Phong, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Dương Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất để người dân trực tiếp bầu Chủ tịch Đà Nẵng. Ông nói, một trong những quyền lực của người dân tốt nhất chính là trực tiếp bầu cử. Để người dân bỏ phiếu, người dân chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Chúng ta không lấy chuẩn của ai được, nhưng càng để cho người dân được thực hiện quyền bầu cử trực tiếp thì càng tốt. Cũng như dư luận xã hội, giờ càng ngày càng có vai trò quan trọng đối với việc điều chỉnh hành vi của những cán bộ. Trước đó, trên trang điện tử của báo Đà Nẵng, cơ quan đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Đà Nẵng, một bài báo đăng lại từ báo Tuổi Trẻ cho biết năm 2008 khi ông Nguyễn Bắc Thanh là bí thư thành ủy Đà Nẵng đã xin thí điểm bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo tin này, ông Nguyễn Bắc Thanh cho biết thành ủy đã giao cho ban tổ chức thành ủy làm đề án để sắp tới Đà Nẵng được tổ chức để nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, lộ trình bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có ít nhất 3 ứng cử viên tham gia tranh cử. Các ứng viên sẽ trình bày kế hoạch trong nhiệm kỳ làm chủ tịch của mình nếu đắc cử như cách làm của một số nước trên thế giới.
người đắc cử chủ tịch sẽ tự chọn các phó chủ tịch thành phố, chủ tịch các quận huyện để cùng làm việc với mình, có quyền cách chức những người nếu không hoàn thành trách nhiệm mà không phải thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo ông Thanh, cách làm này nhằm cải cách bộ máy chính hành chính, đảm bảo bộ máy quyền lực của địa phương được vận hành có hiệu quả, chống bệnh quan liêu cửa quyền đi ngược với lợi ích của nhân dân. Có thể nói đây là một đề xuất táo bạo vào thời điểm đấy, và cho đến nay, 12 năm sau, thì nó vẫn mang tính thời sự bởi cần phải đảm bảo được sự dân chủ, mang tính thực chất và bền vững chứ không phải là hình thức. Như mới đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà, một trong những đảng bộ cấp huyện đầu tiên của cả nước, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày 12 và ngày 10 trong hai ngày 12 và ngày 13 tháng 5 đã tổ chức bầu trực tiếp bí thư huyện ủy. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, bí thư huyện ủy Đầm Hà khóa 24 tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu để cán bộ và đại biểu bầu trực tiếp vào chức danh bí thư huyện ủy khóa 25, kết quả đồng chí đã nhận được số bầu cao với tỷ lệ 96,14%. Trên tổng số 256 đại biểu dự hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu nhận định số phiếu cao của bà Nguyễn Thị Thu là chính là do chỉ có một ứng viên duy nhất. Ông phân tích chỉ có một ứng viên là dân chủ chưa đầy đủ. Cần phải có ứng viên thứ hai thì dân chủ mới được phát huy và mới chọn được lãnh đạo tài giỏi. Khi có hai ứng viên thì tỷ lệ thắng cử chỉ dao động từ 50% trong bầu cử. Ứng viên thắng cử gần 100% phiếu bầu không phải là ứng viên giỏi, mà là dân chủ chưa được thực hiện đầy đủ. Khi có dân chủ đầy đủ thì ứng viên giỏi chỉ thắng cử ở tỷ lệ không nhiều, quá bán. Ông Phạm Đức Bảo cũng nhận định để đảm bảo những điều đó, tôi nghĩ việc đưa ra các ứng cử viên phải ít nhất là hai người, tránh tình trạng chỉ giới thiệu một người để bầu một người thì khả năng trúng cử là rất cao. Phải có sự tranh cử, tức là cơ quan có thẩm quyền giới thiệu để cử tri, chủ tịch, ủy ban nhân dân cấp đó phải ít nhất giới thiệu hai người. Và các ứng viên phải trình bày chương trình hành động của mình, phải trả lời các chất vấn thuyết phục và thực sự phải có sự tranh cử. Ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng ở Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một mình ông tranh cử chức Tổng Bí thư thì chắc chắn ông sẽ được 100% phiếu bầu. Đó chẳng qua chỉ là chiếc bánh vẽ của Đảng cho người dân nhìn và xem giống như một vở thấu hài mà thôi. Và người dân sẽ lựa chọn người nào đưa ra một các chương trình hành động thiết thực và người nào mà dân thấy cái khả năng và năng lực của họ, hoặc là có quan hệ tốt với nhân dân địa phương, nhân dân gửi gắm vào họ thì nhân dân sẽ bầu, và như thế sẽ đảm bảo được dân chủ. Theo nhà báo Tự Do Thanh Hoàng, người đang tị nạn tại Thái Lan cho hay, thì nếu như bầu như vậy thì tỷ lệ dân chủ nghe có vẻ là đúng đắn, nhưng cái quan trọng nhất là người kiểm phiếu là ai, và khi người kiểm phiếu đó có đưa ra được cái số lượng người ta bầu có chính xác hay không, hay chỉ là mượn đầu heo nấu cháo và họ chỉ dựng nên cái gọi là bầu tự do cho người dân bầu phổ thông đầu phiếu như thế. Còn người được trúng cử như thế nào thì hoàn toàn do đảng bộ địa phương người ta đặt ra. Và như vậy có thể là người đạt được phiếu cao chưa hẳn người đó đã làm chủ tịch của thành phố đó, mà những người mà đảng đã đề ra, tức là người đã được đặt vào chiếc ghế đó có sẵn và người đó sẽ được ngồi vào chiếc ghế đó. Và tôi nghĩ cái này là một phương pháp phải thực hiện thường xuyên. Vì vậy nó phải có trình và phải có một chất lượng để làm sao cho việc bầu cử thực sự là dân chủ, nhằm tránh tình trạng người ta nói là đảng cử dân bầu. Đảng cử cuối cùng thì đảng thắng và dân bầu thì cũng chật lất. Để làm việc thực hiện dân chủ thực chất như trên, ông Bảo cho rằng phải có sự thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị Việt Nam. Ông nói, để làm được điều đó trước hết phải thay đổi được nhận thức ở trong đảng, ở trong lãnh đạo rằng việc làm như thế
chính là để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng được tốt hơn và dân chủ hơn đối với dân nhân dân và lựa chọn được người có đủ uy tín năng lực để lãnh đạo chính quyền địa phương. Từ chỗ thay đổi nhận thức thì phải từ cấp ủy cũng như là chính quyền rồi mới đến người dân. Còn người dân tôi nghĩ là họ sẽ sẵn sàng đón nhận. Chỉ có những người này, người khác trong bộ máy nhà nước chưa thấy được tác dụng tích cực của nó, người ta chỉ nghĩ rằng như thế là mới quá cho nên có thể băn khoăn. Còn tôi nghĩ người dân sẵn sàng ủng hộ và vì vậy điều này cần phải thống nhất trước hết ở trong các cấp ủy đảng cũng như những người có vai trò quan trọng trong bộ máy đảng và nhà nước. Khi người ta ý thức được việc đó là cần thiết thì tôi nghĩ việc đó sau cùng sẽ vừa tốt cho đảng cầm quyền, vừa tốt cho nhân dân. Dù sao thì việc bầu cử trực tiếp bí thư huyện ủy hay đề xuất bầu cử trực tiếp chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã là những bước tiến khích lệ cho tiến trình mở rộng dân chủ tại Việt Nam. Ông Chu đề xuất mở rộng bầu cử trực tiếp bí thư huyện ủy tại tất cả các huyện trong cả nước nhưng cần phải có 2 ứng viên cũng như mở rộng cho đại hội đại biểu cấp tỉnh với 2 ứng viên vào các chức bí thư tỉnh ủy để đại biểu bầu trực tiếp. Ông nói đột phá bước ngoặt về bước tiến dân chủ như vậy là cần áp dụng ở đại hội 13. Tại đại hội 13, chức vụ tổng bí thư cần phải được bầu trực tiếp tại đại hội và 2 ứng cử viên, ít nhất phải có 2 ứng cử viên và mỗi chức vụ quan trọng của đảng cần giới thiệu tối thiểu 2 ứng viên để bầu chọn. Trước đây đã từng có trường hợp ông Đỗ Mười và ông Võ Văn Kiệt được đưa ra bầu để chọn cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1988. Đảng đang dốc sức cho công cuộc chống tham nhũng để bảo vệ sự trong sạch của Đảng. Một trong những phương thuốc hiệu nghiệm để chữa trị bệnh tham nhũng chính là dân chủ trong bầu cử. Dân chủ trong bầu cử là được trực tiếp bầu chọn lãnh đạo. Dân chủ trong bầu cử là có tranh cử đích thực trong bầu cử. Từ bước tiến khởi đầu ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, nhân dân đang mong chờ bước tiến đột phá ở Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Chu bày tỏ niềm hy vọng rằng Đại hội 13 có phải là bản lề mở cánh cửa sang một không gian mới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.